đã quay trở lại kênh Giải Mã TV. Nhật Bản nổi tiếng với xứ sở hoa anh đào hay xứ sở phủ tang, với những nét văn hóa truyền thống từ lâu đời. Bên cạnh những võ sĩ samurai, ninja, thì khi nhắc tới Nhật Bản chắc chắn không thể không nhắc tới, đó chính là các võ sĩ sumo. Nhắc đến sumo thì người ta sẽ nghĩ ngay đến những người đàn ông mặc khố, thân hình đồ sộ mà chỉ nhìn thôi thì đã khiến nhiều cô gái phải cảm thấy ngấy mỡ. Nhưng lại được coi là tấm điểm của sự chú ý của chị em phụ nữ tại đất nước này. Được làm vợ của những sumo sở hữu những thân hình đã ngấy mỡ, chú trọng ăn uống là mơ ước của nhiều cô gái ở Nhật Bản, bao gồm các nữ diễn viên hay những người mẫu nổi tiếng. Trong video ngày hôm nay thì hãy cùng Giải Mã TV đi tìm hiểu lý do tại sao những người phụ nữ ở Nhật Bản mơ ước lấy chồng làm sumo và coi những người võ sĩ này như là đệ tử của thần linh hay là những vị thánh sống nhé. Với phụ nữ Nhật, được nâng khăn sửa túi cho võ sĩ sumo là niềm mơ ước. Nhắc đến sumo, người ta nghĩ ngay đến xứ phủ tang. Võ sĩ sumo thì người ta hình dung ra ngay là những người đàn ông mặc khố, thân hình đồ sộ, chỉ nhìn thôi đã khiến nhiều cô gái thấy ngấy mỡ. Và võ sĩ sumo không có cơ thể sáu múi quyến rũ như nhiều vận động viên môn thể thao khác. Càng không có nụ cười tỏa nắng ngay cả khi chiến thắng đối thủ mà lầm lì như tàu điện. Nhưng với phụ nữ Nhật, được nâng khăn sửa túi cho họ là niềm mơ ước thực sự. Không hiếm các mỹ nhân là diễn viên, người mẫu, ngôi sao truyền hình Nhật Bản đồng ý nên duyên với những người đàn ông chăm ký, dù điều đó đồng nghĩa với việc họ phải từ bỏ sự nghiệp riêng, toàn tâm toàn ý làm vợ hiền, mẹ đảm và đứng sau sự nghiệp của chồng. Võ sĩ sumo có thu nhập cực kỳ cao, lương bổng thuộc hàng đại gia so với các môn thể thao khác, và khi ở giai đoạn thi đấu, họ hầu như được các nhà tài trợ đài thọ tất cả các chi phí bên cạnh, đãi ngộ hậu hĩnh từ hiệp hội sumo. Và các võ sĩ có cấp cao càng cao thì tiền thu về càng nhiều. Chưa hết, họ còn thu từ rất nhiều khoản thêm khác. Lúc nghỉ hưu, dù không có lương chính thức, nhưng võ sĩ sumo lại được nhận lãnh một khoản gọi là tiền trợ cấp hàng tháng. Và các võ sĩ sumo này cũng có thể mở lò luyện hay chuyển sang các ngành khác để tiếp tục kiếm tiền. Những võ sĩ tiếng tăm sở hữu nhà lầu xe hơi, sống vương giả là chuyện bình thường, và những người phụ nữ bên cạnh họ không lo lắng gì đến điều kiện vật chất. Võ sĩ sumo Takanohana Kōji. Takanohana Kōji sinh năm 1972 và là một võ sĩ sumo chuyên nghiệp cấp Yokozuna và đoạt 22 chức vô địch trong suốt sự nghiệp thi đấu sumo của mình. Năm 1992, cả Nhật Bản và thế giới thể thao chấn động khi Takanohana tuyên bố đính hôn với người mẫu, diễn viên xinh đẹp Rie Miyazawa. Và rất tiếc, hôn sự giữa họ không thành, lý do bởi cha mẹ. Takanohana và Hiệp hội Sumo nhận ra rằng cô sẽ không chịu hy sinh sự nghiệp để trở thành một người vợ chăm sóc chồng. Người từng đính hôn và vợ hiện tại của Takanohana, Kōji đều là những tuyệt sắc giai nhân. Đến năm 1995, Takanohana cưới vợ với đám cưới rình ràng giá 3,6 triệu USD và người anh chọn cũng là một mỹ nhân ngành truyền hình, phát thanh viên Keiko Kono, và hiện nay họ khá hạnh phúc với một con trai và hai con gái. Võ sĩ Hakuho. Võ sĩ Hakuho sinh năm 1985 và là người Mông Cổ thứ hai được phong cấp Yokozuna cũng tán đổ người mẫu nổi tiếng đó là Sayoko Wada. Họ kết hôn năm 2007 khi mà cô gái mới 22 tuổi. Cặp trai tài gái sắc đã có 3 thiên thần nhỏ, 2 con gái và 1 cậu con trai. Beckham trong thế giới sumo, Kotoshu Katsunori sinh năm 1983 cũng không kém cạnh, cua được cô dâu nhỏ nhắn, xinh đẹp Asako Ando, và họ tổ chức lễ cưới đúng ngày lễ tình nhân năm 2010 tại Tokyo sau 5 năm hẹn hò. Võ sĩ sumo được người Nhật coi tôn vinh là những vị thánh sống hay là đệ tử của các thần linh. và được trở thành vợ của các võ sĩ sumo này thì là niềm vinh hạnh to lớn đối với những phụ nữ của đất nước mặt trời mọc này. Và với người Nhật thì sumo không phải là môn thể thao giải trí đơn thuần mà nó là một biểu tượng của một quốc gia và là một phần nghi thức của thần đạo. Võ đài của sumo không chỉ là sân thi đấu mà nó còn là nơi trốn linh thiêng của đất nước Nhật Bản. Chiyo Taikai, Diyuji sinh năm 1976 thì cũng từng yêu người mẫu nổi tiếng đó là Kawamura Hikaru. Ai lại không muốn trở thành phu nhân của đệ tử các thần linh? Võ sĩ sumo được mọi người tôn vinh là như các vị thánh sống, tuân thủ lời thề tuyệt đối, gắn bó trọn đời với sumo. Họ nhận sự tôn trọng gần như tuyệt đối do được cho là các đệ tử của các thần linh. Và người Nhật khâm phục võ sĩ sumo bởi những người đàn ông hộ pháp trải qua cuộc sống khổ luyện lâu dài, hà khắc và kỷ luật cả về thể chất lẫn tinh thần để có sức mạnh. Sự khổ rèn luyện cho các võ sĩ sumo, những tính cách rất đàn ông khiến phụ nữ nào cũng mê. Thanh niên từ 15 đến 23 tuổi phải trải qua khâu xét tuyển về ngoại hình, trình độ, học vấn, nền tảng gia đình và lời giới thiệu mới được phép vào lò luyện khắc nghiệt. Trung bình hàng năm có gần 80% số võ sĩ mới tuyển bị loại vì chưa đẩy 5% đủ tiêu chuẩn lên sàn. Và càng ít võ sĩ lại có mặt tại các giải sumo hạng siêu nặng nhằm vươn đến cấp cao nhất trong 6 cấp của sumo, đó là Yokozuna. Và tính đến nay, qua lịch sử ngàn năm tồn tại của sumo, chỉ có 74 võ sĩ có tên chính thức trong danh sách Yokozuna. Sự khổ luyện này cũng rèn cho họ những tính cách rất đáng quý, rất đàn ông mà cô gái nào cũng mê. Điềm tĩnh, tinh thần khắc kỷ, tự chế, không kiêu ngạo, nói ít, cư xử chừng mực, nhẹ nhàng. Chính vì sự sàng lọc đặc thù nói trên mà phụ nữ chọn võ sĩ sumo không cần phải điều tra thân thế hay nghi ngờ nhân cách của họ. Danh vọng ngang hàng minh tinh. Võ sĩ sumo được hâm mộ không kém các thần tượng trong giới nghệ sĩ. Và tại Nhật, sumo có số lượng người hâm mộ đông hơn bất cứ môn thể thao nào khác trừ bóng chày. Công dân Nhật ở mọi giới tính, độ tuổi, thành phần xã hội đều là những cổ động viên nhiệt tình cho sumo. Hàng năm, các giải đấu thu hút khoảng 60 triệu khán giả xem những trận thi đấu trực tiếp và trên truyền hình. Người Nhật không tiếc tiền mua vé vào cửa lên đến 43.000 yên để được xem trận đấu có võ sĩ mình yêu thích hay ngồi nhiều giờ để theo dõi các trận thi đấu. Những võ sĩ nổi tiếng có lượng fan hùng hậu và thu hút truyền thông như ngôi sao showbiz. Nhiều võ sĩ sumo tài năng trở thành thần tượng của giới trẻ nước này và họ còn có câu lạc bộ, người hâm mộ riêng, đi đâu cũng có đoàn tùng sát gót và fan sẵn sàng đến sân vận động, địa điểm thi đấu thật sớm, chờ hàng giờ để được ngắm nhìn võ sĩ sumo bằng người thật trên đường vào đấu trường. Mỗi bước chân của họ có hàng trăm chiếc điện thoại, máy quay phim lướt theo. Cảnh tượng chào đón không khác khi fan vây quanh một ngôi sao ca nhạc hay nam thần điện ảnh trên truyền hình nào đó. Ngoài ra, chữ ký, dấu tay, tranh ảnh của các võ sĩ đều trở thành vật quý được đem theo người, treo trong nhà của những người hâm mộ. Thông tin về chuyện hẹn hò, đính hôn, đám cưới của họ được giới truyền thông quan tâm và đưa tin rầm rộ. Cuộc sống vật chất đủ đầy. Ngoài lương thổ hàng đại gia thì các võ sĩ sumo còn nhận rất nhiều khoản tiền thưởng khác cho cuộc sống của họ thoải mái ngay cả khi đã nghỉ hưu. Võ sĩ sumo có thu nhập cực kỳ cao, lương bổng thuộc hàng đại gia so với các môn thể thao khác. Khi ở giai đoạn thi đấu, họ hầu như được các nhà tài trợ đài thọ tất cả các chi phí bên cạnh, đãi ngộ hậu hĩnh từ hiệp hội sumo. Các võ sĩ có cấp cao thì tiền thu về càng nhiều. Theo thống kê năm 2016, lương cơ bản hàng tháng của võ sĩ sumo cấp Yokozuna vào 30.500 USD trên một tháng, cấp thấp hơn là Oyeki là 25.000 USD, Sanyaku là 18.000 USD, Magashira 14.000 USD và Yurio là 11.000 USD. Chưa hết, họ còn thu từ rất nhiều khoản thêm khác. Mỗi trận thắng, họ có số tiền thưởng lớn gấp nhiều lần lương cơ bản, tiền thưởng tính thêm thâm niên và hiệu suất thi đấu, tiền từ quảng cáo cho môn thể thao sumo. Tổng cộng hàng năm, võ sĩ sumo bỏ túi số tiền khổng lồ Ví dụ những năm 2000, võ sĩ Asashoryu có thu nhập 1,3 triệu USD trên một năm, tương đương với 29 tỷ đồng. Các bà vợ của võ sĩ sumo không phải lo lắng gì về vấn đề tiền nong, chỉ việc chăm lo nội trợ và con cái mà vẫn được coi trọng. Lúc nghỉ hưu, dù không có lương chính thức, nhưng võ sĩ sumo lại nhận được một khoản gọi là tiền trợ cấp hàng tháng, và các võ sĩ cũng có thể mở lò luyện hay chuyển sang các ngành khác để tiếp tục kiếm tiền. Do đó, cuộc sống của các võ sĩ sumo trong khi thi đấu hay khi đã nghỉ hưu đều thoải mái, nhưng võ sĩ tiếng tăm sở hữu nhà lầu xe hơi, sống vương giả là chuyện bình thường, và người phụ nữ bên cạnh họ không phải lo lắng gì đến vật chất. Chính bởi các lý do thuyết phục trên, việc phụ nữ Nhật thích được làm vợ võ sĩ sumo Âu cũng là điều dễ hiểu. Vừa rồi là những thông tin mà Giải Mã TV chia sẻ đến các bạn. Có thể thấy được rằng ở đất nước Nhật Bản với những phát minh độc lạ thì ở đây niềm mơ ước hay là những ước mơ của các cô gái Nhật Bản này quả là không tầm thường một chút nào, đúng không? Nhưng mà ước mơ thì cứ mơ thôi, vì giấc mơ không bao giờ không ai đánh thuế, phải không các bạn? Còn các bạn thì sao? Các bạn có mong muốn hay có ước mơ được trở thành vợ của các võ sĩ sumo của Nhật Bản hay không? Hãy để lại ý kiến của các bạn ở bên phía dưới comment cho chúng tôi cùng biết nhé. Và nếu các bạn thấy video này hay thì hãy nhớ like và chia sẻ cho nhiều người cùng biết nhé. Đừng quên, chúng ta sẽ gặp lại nhau trong các video tiếp theo của Giải Mã TV. Xin chào và hẹn gặp lại!